thu âm quảng cáo, thu âm phát loa, giá cực hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Mua xe máy điện VinFast, nhận quà tới 12 triệu đồng, khách Việt mạnh tay xuống tiền. Nhiều khách hàng đã chia sẻ sự hào hứng khi sắm xe máy điện VinFast và nhận được món quà siêu to lên tới 12 triệu đồng. Bài toán kinh tế quá hời cho chủ xe. Cày ải nhiều năm cùng chủ nhân, chiếc xe máy tay ga của anh Ngọc Minh 32 tuổi ở Quảng Nam đã rệu rã, thậm chí nhiều thời điểm dò xăng, gây mùi khó chịu và nguy cơ cháy nổ khi để ở nhà. Anh Minh tính toán sẽ đổi sang xe máy điện bởi chi phí vận hành rẻ hơn, không phát thải và cảm giác lái sướng hơn hẳn. Đây là điều anh tổng kết sau hơn một tháng sử dụng chiếc xe điện của người thân. Đợt này, biết tin VinFast đang ưu đãi 3-12 triệu đồng cho xe máy điện, tôi chốt xe luôn, anh Ngọc Minh nói về quyết định chọn chiếc Felix S mới đây. Chương trình ưu đãi mà Ngọc Minh đề cập có tên gọi Phủ Xanh Việt Nam được VinFast triển khai từ ngày 20 tháng 9. Theo đó, hãng xe Việt tặng khách hàng mua xe máy điện, thuê pin, món quà trị giá 3 triệu đồng. Quà tặng này có thể quy đổi thành tiền mặt để thanh toán khi mua xe hoặc tích lũy trên thẻ khách hàng thân thiết VinClub. Với khách hàng mua xe kèm pin, quà tặng trị giá lên tới 12 triệu đồng, cũng có thể tùy chọn theo hai hình thức trên. Anh Minh lựa chọn sắm hình thức mua xe kèm pin để được tiết kiệm tới 12 triệu đồng. Anh Minh tính toán rằng giá pin theo xe thông thường khoảng 20 triệu, được giảm 12 triệu đồng, đồng nghĩa anh chỉ tốn khoảng 8 triệu đồng để sở hữu pin. Số tiền này chỉ tương đương khoảng 2 năm rưỡi thuê pin với chi phí 250.000 đồng một tháng, trong khi chủ xe như anh Minh có thể sử dụng xe trong nhiều năm, chỉ với chi phí sạc điện vốn thấp hơn nhiều lần so với đổ xăng. Hải Yến, một Gen Z làm công việc văn phòng tại Hà Nội, cũng bị hấp dẫn bởi chương trình ưu đãi của VinFast. Chiếc Evo 200 được Yến lựa chọn cho việc di chuyển chủ yếu trong thành phố. Với giá 15 triệu sau khuyến mãi, tôi không thấy có lựa chọn xe ga chạy xăng nào thiết kế đẹp và nhiều tính năng như VinFast Evo 200, Yến nói. Theo chủ một đại lý xe máy, chương trình Phủ Xanh Việt Nam ưu đãi quà tặng 3-12 triệu đồng. Lần này giúp những mẫu xe điện của VinFast có giá bán không cần thuyết phục thêm. Đây là chất xúc tác để nhiều khách hàng đang nhanh chóng chuyển đổi sang dòng xe hiện đại và thân thiện với môi trường. Xe ngon, chi phí chỉ bằng 1/6 xe xăng. Ngoài mức giá tốt, điểm thu hút đông đảo khách hàng của xe máy điện VinFast là những giá trị lâu dài mang tới cho người dùng. Một trong những lợi thế thấy rõ của xe điện VinFast là chế độ bảo hành 5 năm, vượt trội so với xe máy xăng trên thị trường. Bên cạnh đó là chi phí sử dụng tiết kiệm hơn hẳn. Chị Trần Minh tại thành phố Hồ Chí Minh tính toán, mỗi ngày chị đi khoảng 30 km, tính cả tiền thuê pin và sạc điện, trung bình chi phí nhiên liệu cho chiếc Felix S chỉ khoảng 300 đồng một km. Trong khi đó với xe tay ga, số tiền chị phải chi có thể gấp đôi. Nếu mua đứt pin, chi phí năng lượng cho xe điện thậm chí chỉ bằng 1/5, 1/6 so với xe máy xăng. Chưa kể, do ít chi tiết cơ khí, xe máy điện ít bảo dưỡng hơn, nhờ đó chi phí bảo dưỡng cũng tiết kiệm hơn. Riêng về trang bị, xe máy điện VinFast có những thế mạnh hơn xa những chiếc xe hai bánh chạy xăng. Đơn cử ở những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, những đợt chiều cường hay mưa lớn thường khiến đường phố ngập sâu, di chuyển qua vùng nước ngập khoảng 0,5 m, nguy cơ chết máy đối với xe máy xăng là rất cao. Trong khi đó, xe máy điện của VinFast có khả năng lội nước với mức ngập như trên trong 30 phút nhờ hệ thống pin đạt tiêu chuẩn chống nước IP67. Với những lợi thế vượt trội về công năng và chi phí sử dụng, xe máy điện VinFast đang phủ sóng ngày càng rộng trong cộng đồng, cộng hưởng với chính sách ưu đãi mạnh tay của VinFast, thế hệ xe máy xanh, thông minh đang có thêm đòn bẩy đủ mạnh mẽ để thúc đẩy hàng triệu khách hàng Việt chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.